10 chặng đua. Tổng cự ly 1.101 km. Trải dài từ miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đến Nam Trung Bộ. Chất lượng chuyên môn cao. Lộ trình đua khắc nghiệt bậc nhất của xe đạp nữ thế giới. Với những con đèo hiểm trở của vùng đất Tây Nguyên,